Trong ngày 16 tháng 9, với tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương khắc phục thiệt hại, xã Tân Hội kêu gọi mọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn xã ủng hộ ít nhất một ngày lương. Qua buổi phát động, xã Tân Hội đã tiếp nhận được gần 70 triệu đồng với hơn 65 đơn vị ủng hộ. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để kịp thời hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, giúp đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.